Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 241. Ngô Bình, người ở kỷ nguyên trước có thể đầu thai vào kỷ nguyên này sao? Thập đồ, chỉ có một số rất ít cường giả kỷ nguyên mới có thể làm được điều này, bởi vì chân linh chuyển thế liên quan đến bí mật tối thượng, có rất ít thế lực biết đến. Đối phương đến gần, trừng mắt nhìn Ngô Bình, hỏi, ngươi là ai? Ngô Bình nói, ta là bạn trai của Hàn Băng Nghiên, còn ngươi là ai, cầm hoa tới làm gì? Người đàn ông tức giận nói, ngươi không xứng với Băng Nghiên. Ngô Bình cố ý chọc giận cậu ta, quay người hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Băng Nghiên, hỏi, Băng Nghiên, ta có xứng đôi với ngươi không? Hàn Băng Nghiên trợn mắt nhìn anh, xứng đôi. Ngô Bình xòe tay, nhìn đi, nàng nói ta xứng đôi. Đôi mắt của người đàn ông như sắp phun ra lửa, cậu ta đưa tay nắm lấy cổ áo của Ngô Bình, tức giận nói, ta không cho phép ngươi đến gần Băng Nghiên. Ngô Bình nắm lấy tay cậu ta, cảm giác được trong cơ thể người đàn ông này có một luồng sức mạnh đang ngủ quên, tuy rằng chưa thức tỉnh nhưng sức mạnh thật kinh người. Anh mỉm cười nói, bạn học à, tại sao lại động tay động chân? Xã hội văn minh. Chúng ta dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Được, hai người đi tới vành đai xanh bên ngoài lớp học, Ngô Bình cười hỏi, xưng hô thế nào? Người đàn ông khịt mũi, Chu Kiếm Bình. Ngô Bình, Chu Kiếm Bình, Hàn Băng Nghiên và ta đã hẹn hò rất lâu rồi, người nửa chừng nhảy ra muốn chúng ta phải chia tay, người cảm thấy có hợp lý không? Chu Kiếm Bình cau mày, hai người đã hẹn hò từ lâu rồi sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi, chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn học cấp 3. Chu Kiếm Bình cúi đầu, tâm trạng không vui, nói, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái mình thích, nhưng không ngờ lại là hoa đã có chủ. Ngô Bình võ vỗ vai cậu ta, là đàn ông chân chính, tìm bạn gái không phải là chuyện dễ dàng sao, sau này ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người. Chu Kiếm Bình lạnh lùng đẩy tay anh ra, nói, ta không quen ngươi. Ngô Bình cười nói, trước lạ sao quen, đúng rồi, ngươi cũng đang học tại Đại học Thần Kinh à. Chu Kiếm Bình, ta mới tới đây vào tháng trước, ta là học sinh đặc biệt. Ngô Bình, thật trùng hợp, năm đó ta cũng là học sinh đặc biệt, đầu tiên vào học viện quân sự. Chu Kiếm Bình không có ấn tượng tốt với anh, lạnh lùng nói, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Nói xong xoay người rời đi, Ngô Bình đột nhiên giơ chân đá vào lưng Chu Kiếm Bình, khiến Chu Kiếm Bình ngã xuống đất, miệng bị va đập, máu chảy ra. Cậu ta đứng dậy, chỉ vào Ngô Bình, giận dữ nói, ngươi đánh ta. Ngô Bình đi tới, đè cậu ta xuống và đánh cậu ta một trận. Sau vài cú đấm trên người Chu Kiếm Bình đã tỏa ra khí thế phi thường, tự động bảo vệ chủ nhân của mình. Khi Ngô Bình đấm xuống, anh bị một lực mạnh đánh bật ra. Sau mấy chục cú đấm, sức mạnh đó cuối cùng cũng được khơi dậy, đôi mắt của Chu Kiếm Bình sáng lên như tia chớp, hơi thở đáng sợ phóng ra, trực tiếp đánh bật Ngô Bình. Cậu ta chậm rãi đứng dậy, toàn thân lóe lên tia chớp, nhìn chăm chăm Ngô Bình, từng bước một đến gần. Ngô Bình cười nói, ta không đấm ngươi mấy cái thì làm sao ngươi có thể thức tỉnh được. Ngươi là ai? Đối phương trầm giọng hỏi, thanh âm của cậu ta hoàn toàn biến thành người khác. Ngô Bình, Lý Huyền Bình, anh bạn xưng hô như thế nào? Người này không trả lời mà chỉ tay vào Ngô Bình không nói một lời, vung tay chém thập đồ tới. Keng, Chu Kiếm Bình dùng một tay bắt được thập đồ, nhưng lòng bàn tay cậu ta cũng chảy máu, cậu ta có chút kinh ngạc nói, không ngờ trong tay ngươi lại cầm binh khí kỷ nguyên. Ngô Bình, ta chỉ muốn kết bạn thôi, tại sao ngươi lại ra tay muốn giết người? Chẳng lẽ những người ở kỷ nguyên trước như các ngươi đều vô lý như vậy sao? Chu Kiếm Bình hừ lạnh một tiếng, ai biết thân phận của ta đều phải chết. Ngô Bình, đáng tiếc ngươi không giết được ta. Chu Kiếm Bình im lặng rồi nói, bây giờ không phải là lúc thức tỉnh, ngươi có thể giữ bí mật cho ta được không? Ngô Bình, đương nhiên là được. Chu Kiếm Bình vẫy tay, trong tay Ngô Bình xuất hiện một chiếc ná, sau đó cậu ta lại ném cho Ngô Bình một cái túi có 20 viên đạn trong đó. Đây là vũ khí mà ta đã dùng trước đây, băng thiên hoàn. Một viên là có thể khiến cường giả kỷ nguyên bị thương. Ngô Bình trợn tròn mắt, mạnh như vậy sao? Chu Kiếm Bình, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Ngô Bình cất ná đi, cười nói, không cần, ngươi là tiền bối kỷ nguyên, ta vẫn tin tưởng ngươi. Chu Kiếm Bình, nhất định không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào về ta, nếu không ta sẽ đấu với ngươi cho đến chết. Nói xong, cậu ta trợn mắt, ngất đi trên mặt đất. Vài giây sau, Chu Kiếm Bình lại mở mắt ra, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy sự tức giận. Hỏi Ngô Bình, sao ngươi lại đánh ta? Ngô Bình cười ha ha, ngại quá, ta trượt chân, lần sau ta sẽ không làm như vậy. Nói xong anh bỏ đi, bỏ mặc Chu Kiếm Bình đang tức giận. Trở lại lớp học, thập đồ nói, ta có ấn tượng với chiếc ná đó. Người này là một cường giả từ kỷ nguyên trước, tên là Thạch Hoang. Chiếc ná đó thật sự rất mạnh mẽ, đó là vũ khí giết người mà hắn ta đã tốn hàng ngàn năm để tạo ra.
Những viên đạn đó đều được làm từ các ngôi sao, bên trong chứa đựng một trận pháp giết chóc kinh thiên động địa. Ngô Bình, thì ra tên là Thạch Hoang. Sau hai ngày ở trường với Hàn Băng Nghiên, Ngô Bình lại đi tìm Lâm Tôn. Lâm Tôn cung kính đứng sang một bên, trong lòng cảm thấy bất an, hắn ta không biết Ngô Bình đến để giết mình hay muốn hợp tác với hắn ta. Chuẩn bị sẵn sàng và đi với ta, anh nói, Lâm Tôn vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, không cần chuẩn bị, ta có thể đi bất cứ lúc nào. Ngô Bình gật đầu, vung tay lên, hai người rời khỏi thế tục giới. Đến một nơi hoang vắng trên thiên giới, Ngô Bình hỏi, hắn đang ở đâu? Lâm Tôn nói, trốn trong một không gian huyền bí của mãnh vỡ kỷ nguyên, không gian đó rất huyền bí, chỉ có hắn mới biết cách đi vào. May mắn là ta có một phần ký ức của hắn và biết vị trí của nó. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của Lâm Tôn, Ngô Bình đã dành một ngày rưỡi để đi đến được một hẻm núi trên thiên giới. Đi vào hẻm núi, Lâm Tôn giơ tay ấn 9 lần vào bức tường đá. Đột nhiên, một cái lỗ trên bức tường đá mở ra, hai người sóng vai nhau đi vào. Sau khi đi vào hẻm núi và đi được hơn 100 bước, một cánh cửa đồng xuất hiện trước mặt anh. Cửa đóng chặt, trên cửa dày đặc các loại phù văn, rất phức tạp. Lâm Tôn đưa tay ra cầm một cái, di chuyển nó đến một vị trí nhất định, sau đó di chuyển cái thứ hai và cái thứ ba. Rất nhanh, tất cả phù văn đều di chuyển về đúng vị trí, vang lên một tiếng cạch cạch, cánh cửa đồng mở ra. Lâm Tôn hít sâu một hơi, chính là không gian này. Sau đó, Ngô Bình kéo Lâm Tôn bước vào. Đây là một không gian kỳ lạ, được bao quanh bởi ánh sáng méo mó, không có bầu trời hay mặt đất, không có gì cả. Vừa bước vào, cánh cửa đồng phía sau đóng sầm lại, Ngô Bình cảm thấy thân thể Lâm Tôn đang dần biến mất. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Tôn và nói, thì ra là hóa thân của ngươi. Lâm Tôn cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Huyền Bình Đại Đế sao? Ha ha, ta dụ ngươi ra mặt, chính là muốn mang ngươi tới đây. Ngô Bình, đây không phải nơi ẩn náu thực sự của ngươi đúng không? Lâm Tôn, tất nhiên rồi, tuy nhiên, bản thể của ta cần một cơ thể từ kỷ nguyên này làm hóa thân, và ngươi lại là người rất phù hợp. Ngô Bình không hề hoảng sợ, ngươi cho rằng nơi này có thể nhốt được ta sao? Lâm Tôn, đây là nơi ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, ngươi, Lý Huyền Bình, có thể đánh bại cường giả kỷ nguyên sao? Ngô Bình cười nói, vậy thì chưa chắc, bùm, lúc này, hư không rung chuyển dữ dội. Một người khổng lồ cao đến vạn trượng đi ra từ trong hư vô, toàn thân phóng ra hàng tỷ ánh sáng thần thánh, tản ra hơi thở đáng sợ chỉ có ở cường giả kỷ nguyên. Lâm Tôn chế nhạo, Lý Huyền Bình, thế nào? Hiện tại ngươi còn dám mạnh miệng sao? Ngô Bình bình tĩnh nói, ngươi cho mình rất thông minh, nhưng thực ra lại rất ngu ngốc. Lâm Tôn cau mày, ngươi nói ta ngu ngốc. Vừa dứt lời, Ngô Bình đột nhiên biến mất, Lâm Tôn rất kinh ngạc, nhưng bóng dáng của hắn ta cũng hoàn toàn biến mất. Ngoài cánh cổng bằng đồng, Ngô Bình đứng ở đó. Người đi theo Lâm Tôn vừa rồi chính là một Ngô Bình khác mà anh sao chép. Ngô Bình sao chép có thể biến mất bất cứ lúc nào, cho nên thật ra anh còn chưa tiến vào. Lúc này, anh đưa tay ra và chộp lấy Lâm Tôn thật từ trong khoảng không. Lâm Tôn đã ẩn nấp ở đây từ trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Ngô Bình. Đừng giết ta, Lâm Tôn hét lên, sợ Ngô Bình sẽ đập chết hắn ta bằng một chưởng. Ngô Bình nhìn hắn ta, bùi ngùi nói, dù gì năm đó ngươi cũng là Đại Thiên Tôn. Nhưng bây giờ lại như thế này, ta rất thất vọng. Lâm Tôn hít một hơi thật sâu, ta không có lựa chọn nào khác, bản thể của ta có thể giết chết ta chỉ bằng một ý nghĩ, vì vậy ta chỉ có thể làm mọi việc cho hắn. Trên thực tế, mảnh vỡ kỷ nguyên được giấu sau cánh cửa. Ngô Bình đi tới cánh cửa đồng, đưa tay ấn vào, cánh cửa đồng vỡ tan, một viên pha lê cỡ lòng bàn tay bay lơ lửng sau cánh cửa, đây là một mảnh vỡ kỷ nguyên. Anh vung tay lên ném mảnh vỡ kỷ nguyên vào tàng cơ. Sau đó anh và Lâm Tôn cũng bước vào tàng cơ. Trong không gian tàng cơ, mảnh vỡ kỷ nguyên kia đột nhiên tan rã, năng lượng khổng lồ được giải phóng, tất cả đều bị tàng cơ hấp thụ. Cùng lúc đó, một thân hình cao lớn xuất hiện, đó là cường giả kỷ nguyên phía trên Lâm Tôn. Trấn áp, Ngô Bình ra lệnh, bùm, 36 sợi xích trật tự xuất hiện, xuyên qua cơ thể người khổng lồ, sau đó xuất hiện hàng tỷ phù văn xung quanh nó, tất cả đều in lên trên cơ thể người khổng lồ. Người khổng lồ chính là Đại Thiên Tôn. Hắn ta gầm lên giận dữ, nhìn về phía Lâm Tôn đột nhiên hét lên một tiếng và tan biến thành cho bụi. Cái chết của Lâm Tôn chẳng giúp được gì cho hắn ta cả. Người khổng lồ quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Tàng cơ nói, chủ nhân muốn xử lý hắn như thế nào? Ngô Bình nhìn về phía Đại Thiên Tôn, nói, Đại Thiên Tôn, ta là thiên đế của kỷ nguyên này, ngươi là thiên đế của kỷ nguyên trước, hơn nữa, chúng ta có thể kết giao bạn bè. Thân thể của Đại Thiên Tôn lập tức thu nhỏ lại, xiềng xích cũng co lại. Chỉ thấy đây là một người đàn ông mặc quần áo thiên đế, hắn ta cực kỳ đẹp trai và có khí chất xa cách, hắn ta nhìn Ngô Bình và hỏi, người muốn nói gì?
Ngô Bình, ta hiện tại có thể giết ngươi, hoặc không, nếu ngươi không muốn chết thì nhất định phải chứng minh giá trị của mình. Đại Thiên Tôn cười lạnh, không ai có thể uy hiếp được bản Thiên Đế. Ngô Bình gật đầu, vậy thì không cần bàn cãi nữa. Anh xoay người định rời đi, chuẩn bị để Tàng Gơ tiếp tục trấn áp, lại bị Thiên Đế ngăn lại, nếu ngươi bằng lòng tìm hóa thân cho ta, ta có thể cho ngươi thứ tốt. Ngô Bình bình tĩnh cho dù ngươi là Thiên Đế. Ta không thích đàm phán điều kiện với người khác, anh lấy ra chiếc ná do Chu Kiếm Bình đưa và lấy ra một hạt châu nhằm vào. Đại Thiên Tôn, veon đạn bay ra ngoài, hóa thành một ngôi sao băng bắn vào cơ thể Đại Thiên Tôn. Với một tiếng động lớn, trận pháp kinh hoàng nổ ra, vai Đại Thiên Tôn thủng một lỗ, máu chảy ra. Đại Thiên Tôn giận dữ gầm lên, sao ngươi dám? Ngô Bình, ta sợ gì mà không dám? Ở kỷ nguyên này, thực lực của ngươi đã bị áp chế, ở kỷ nguyên này, ngươi chỉ có thể đóng vai phụ. Liên tục trúng ba viên đạn, Đại Thiên Tôn chịu không nổi nữa, hắn ta cảm thấy nếu tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn chết, liền nói, ngươi muốn thế nào? Ngô Bình cười nói, ngươi đã từng ở Thiên Đình, trong tay hẳn là có rất nhiều bảo bối đúng không? Đại Thiên Tôn im lặng vài giây, sau đó mở miệng phun ra một hạt châu đó tỏa ra ánh sáng bảy màu, bên trong có không gian. Ngô Bình cầm lấy hạt châu, phát hiện không gian bên trong rất rộng lớn, đó là một kho báu, chứa rất nhiều loại bảo vật quý hiếm. Tuy nhiên, một số bảo vật không còn phù hợp để sử dụng trong kỷ nguyên này, và một số thì có thể. Anh nhìn thoáng qua rồi nói, đúng là Thiên Đế, một kho báu rất phong phú. Đại Thiên Tôn, vừa lòng chưa? Ngô Bình gật đầu, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước đi, chờ thực lực của ta đủ mạnh, ta sẽ thả ngươi đi. Nói xong, anh rời khỏi Tàng Cơ và quay trở lại Đại Lục Thánh Cổ, anh muốn chia sẻ kho báu của Đại Thiên Tôn với Tử Thanh và tiện thể thăm đứa con trai út của mình. Trong lúc hai vợ chồng trò chuyện, Tử Thanh Thánh Hoàng nhắc đến Tây Vương Mẫu, trong lòng Ngô Bình chợt lóe lên, không phải Tây Vương Mẫu cũng ở thế giới chiều thấp sao? Tây Vương Mẫu mà Tử Thanh nhắc tới sống ở núi Thần Côn Luân, cách đây không lâu đã thăng lên cổ thần cấp 9. Một trong hai hang động kho báu được ma đầu kia nhắc đến nằm ở núi Thần Côn Luân, Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, liệu Tây Vương Mẫu trở thành vị thần tối cao thì có thể uy hiếp nhân tộc không? Tử Thanh, cái đó thì không đâu, tu vi càng cao thì sẽ càng ít ra tay với nhân tộc hơn. Tuy nhiên, các thần tộc khác đã hợp tác với hư không chi chủ và hỏa diễm chi chủ cướp bóc nhân tộc ở khắp nơi. Ở lại Tử Kinh một ngày, ngày hôm sau anh nhận được tin tức từ Nguyệt Thần. Phu quân, Tây Vương Mẫu đã được thăng làm vị thần tối cao, đây là việc quan trọng của thần tộc. Ba ngày nữa chư thần sẽ chúc mừng Vương Mẫu, người có muốn đi cùng ta không? Ngô Bình, ta là nhân tộc, có phù hợp không? Nguyệt Thần, nhân tộc thì đã sao? Con gái của Tây Vương Mẫu là nửa người nửa thần. Ngô Bình giật mình, nửa người nửa thần. Nguyệt Thần, Tây Vương Mẫu từng có một đoạn tình cảm với Thiên Đế năm đó, sau này sinh ra một cô con gái. Trong lòng Ngô Bình rung động, anh biết cô gái Kim Song Nhi ở thế giới chiều thấp, cũng là con gái của Vương Mẫu. Nhưng sau đó Vương Mẫu biến mất, Kim Song Nhi đi tìm bà ta nhưng sau đó lại không có tin tức gì. Phải chăng việc này cũng đã phản ánh mối quan hệ giữa hai người? Nghĩ tới đây, anh quyết định đi tìm hiểu tới cùng, nói, được, ta đi cùng ngươi. Nguyệt Thần rất vui mừng nói, ba ngày sau, sáng sớm ngươi tới tìm ta. Sau khi ngắt liên lạc với Nguyệt Thần, Ngô Bình lấy ra xạ nhật cung và rút chín hoàng cấm kia ra. Chín hoàng cấm bị anh làm tan chảy bằng ngọn lửa thánh, sau đó bị anh dùng quyền uy cướp đoạt hấp thụ và luyện hóa. Hoàng cấm bản mệnh của Hằng Thiên Thánh Hoàng đã biến thành sức mạnh của chính Ngô Bình, cô đọng ra hoàng cấm thứ 5. Một canh giờ sau, hoàng cấm thứ 6 được hình thành. Sau đó, hoàng cấm thứ 7 được hình thành, đây đã là tu vi của Tề Thiên Cảnh. Anh vốn đã là một cường giả Tề Thiên Cảnh nên việc đột phá lần này khá dễ dàng. Ngay sau đó, hoàng cấm thứ 8 và hoàng cấm thứ 9 lần lượt xuất hiện. Khi hoàng cấm thứ 9 hoàn thành, Ngô Bình có được một loại quyền uy mới, là quyền uy dịch chuyển. Loại quyền uy này có thể hấp thụ những vết thương và tác động tiêu cực của một sinh linh nhất định và chuyển chúng sang một sinh linh khác. Phương pháp này tưởng chừng như vô dụng nhưng thực tế một khi sử dụng sẽ mang lại hiệu quả không ngờ. Ví dụ như Ngô Bình bị người chém và bị thương nặng, anh có thể chuyển vết thương này cho đối phương, tương đương với việc để kẻ địch tự chém bản thân một đao. Cảm nhận được hơi thở của Ngô Bình tăng vọt, Tử Thanh vô cùng vui mừng nói, đệ đệ, không ngờ ngươi lại đột phá nhanh như vậy. Ngô Bình, tỷ tỷ, hoàng cấm cấp 9 còn sót lại một ít năng lượng, hẳn là đủ để ngươi ngưng tụ hoàng cấm cấp 5. Nói xong, anh giơ tay vỗ một cái, một lồng năng lượng truyền vào đầu Tử Thanh. Tử Thanh khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện. Nửa ngày sau, cô ta thực sự đã ngưng tụ được tầng hoàng cấm thứ 5, tu vi đã tiến thêm một bước. Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu đã là 3 ngày sau, anh tới Nguyệt Cung vào sáng sớm. Cả Nguyệt Thần và Hoa Thần đều đang chờ đợi anh,
Khi ba người gặp nhau, Hoa Thần dường như còn vui hơn cả Nguyệt Thần, mỉm cười nhìn Ngô Bình, liếc mắt đưa tình. Nguyệt Thần, ta vừa mới nhận được tin tức, hóa thân của Hư Không Chi Chủ và Hỏa Diễm Chi Chủ sắp đến chỗ Vương Mẫu để cầu hôn với tư cách là nhân tộc. Nếu chuyện này thành công, phu quân à, nhân tộc các ngươi sẽ gặp rắc rối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 241.